À, tự nhiên nè, ăn uống tất cả cũng bình thường như quý vị. Thì cái sự bình đẳng bây giờ cũng bình thường đối với quý vị nha. Không cầu kỳ mà phải bắt người ta làm cái này cái kia. Tại sao? Tại sao mình có cái thân mà mình không biết? Mình không biết, mình không tự làm cái gì mà chừng nào nặng quá thì mình nhờ khiêng phụ. Còn cái việc làm nhỏ nhẹ này mình phải tìm cách để mình làm cho nó có được ở trong cái nền tảng thân phận của mình đó. Khi đất nước đã khải hoàn thanh bình, mình có đem về cho Bộ Tư lệnh, cho Tổng cục thấy mình là người bình biến. Con này không có gì đâu, ra chiến trường nhớ vợ nhớ con, trốn chui trốn nhủi, hãy nghe súng đạn ấy rồi phải co co đầu rút cổ. Là người tu hôm nay xin kính thưa quý vị, anh em của mình ở miền xa thì gần cũng vậy, mình tu phải ngó thấy ở bên trong của mình, phải bỏ. Vì con đường này mình đi lạc rồi, bây giờ bỏ tạo lại con đường khác. Cách thức ăn nói từ xưa đây mình đã không hiểu được, chỉ nghĩ là mình đi đến đạo chỗ nào đó tụ tập làm này làm kia, đó là mình ông bà nội cha. Không có đâu, cái thân của mình nó cũng như cái đống bẩn vậy đó. Nói vậy đó. Nhưng bây giờ nhờ tâm linh mà Phật đã khai thị, Phật đã chiếu cố, Phật đã ban phước lành cho mình, là mình có nhiều đời rồi, có trường lớp trước rồi, cho nên hôm nay mình mới được ngồi để nghe từng câu nói của Thích Ngài Giáng Lâm để khuyến. Ngài đâu có hiện bằng thân đâu mà nói giả với thiệt, chỉ đem cái pháp lành này đồng nguyện độ chúng sanh. Nếu tất cả các bậc vị nào xin cái thưa quý vị nghe được thì để không xóa, không mất lòng đâu, vì Phật cũng đâu có bắt buộc gì đâu. Tự độ, tự lo, tự thấy, tự bỏ, tự diệt. Thì cái mà tự diệt cái tật xấu thói hư của mình đó là mình đã vô con đường Phật rồi. Từ đó Phật mới thấy mình, mới dìu mình. Còn bây giờ mình còn đứng ở ngoài rào này, phải rất cẩn thận. Tất cả các anh em cư sĩ tại gia cùng là bà con cô bác khắp mấy miền Đông Tây Nam Bắc cũng con người hết, thì có gì đâu. Mừng sĩ thì hôm nay cũng đã lớn tuổi rồi, già rồi, em thì bây giờ nó phải vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Phải nói chuyện với quý vị, phải trao đổi để một mai đi. Cái nhiệm kỳ ai cũng vậy hết, Đức Phật mà hôm nay là nhiệm kỳ cũng vậy hưu hết đâu quý vị. Bần sĩ dám nôm na đôi lời này thì cũng do nó tiền bối cho biết rằng bao nhiêu nhiệm kỳ triệu ức ngàn năm thì Đức Phật cũng đi về rồi. Về nó cảnh cảnh giới của Phật mười phương còn đẹp khỏe, còn còn không thể nói được kìa, thấy không? Còn bây giờ trách nhiệm chỉ Quan Âm Bồ Tát, Đức Di Lặc, Phật Tổ, Phật Thầy, Đức Thầy thôi, bốn vị lãnh hội để cứu vớt trong cái thời kỳ mạt này được bao nhiêu dân chúng, được bao nhiêu anh em, để ta dìu, ta dắt, nâng niu để trở về nơi quê hương đất tổ. Có nghĩa là quê hương của mình có phải ở đây không? Ở đây là nhà trọ. Ngao du hằng ngày chơi giỡn là quán trọ của khách anh hùng. Khách anh hùng dừng chân để chiến đấu, chứ đâu phải là thiệt đâu. Nhưng ta nói ta phải làm, nhưng làm chưa được nhiều thì cũng phải có cái mức độ từ 1 tới 3, 4, 5 bước. Từ bước 1 thì đi đâu cũng được hết, đi về thì tới. Nếu mình hy sinh phải bỏ, kiểm ra mình đi. Cái thân mình nè là một cái ngục tù nè, cái thân mình là cái bãi rác nè, cái thân mình là cái vũng bùn nè, cái thân mình là cái biển dơ, cái ao dơ nè, rồi cái thân mình cũng là ao sen báo nè, niết bàn nè, cảnh tưởng tượng Tây Phương Cực Lạc nè, tốt đẹp nhất. Muôn phép Phật đã có ban cho tất cả mọi người, vì người trong ta sẽ có Phật tâm, Phật tánh, Phật lòng. Nói Phật là họ đã cặm cái hàng rào đó đó, để rồi họ nuôi cái tâm linh, ý chí và cái linh hồn của tất cả của mình đó, chứ không phải tầm thường. Nhưng mà mình làm sao riết rồi cái ba cái vị đó phai lợt mất. Cái lòng cũng vậy,
cái tâm cũng vậy, cái ý cũng vậy, nó không phù hợp, ý không phù hợp với trời đất. Lòng xảo nguyệt, không lo tu tâm thượng tánh để lấy lại nguyên cơ, nguyên thủy, nguyên nhân. Đó, thì tất nhiên là mình có hết rồi, còn đi cầu quái gì nữa. Đó là đúng sự thật vậy, nhưng tu cũng phải có. Vì mình là học trò, phải mặc đồ học trò để đi vô lớp, về thay ra. Mình là người cư sĩ cũng phải mặc áo, cũng phải đốt hương, cũng phải cầu nguyện của quyền thức tổ và mười phương chư Phật hay là Đức Phật Cồ Đàm hộ cho con được sự may mắn ngày hôm nay là do tiền đời tiền kiếp. Con mong Ngài hộ cho con quên lãng tất cả mọi sự nghiệp trần gian này để con trở về nơi xứ Phật. Con không hổ thẹn. Kể từ đây đứng trước bằng Phật, con sẽ nguyện thể với lòng rằng con không dối lòng. Con vẫn tốt, đang thực tập. Con vẫn hy sinh. Con phải quyết định gì thì thành tựu cái đấy để khỏi hổ thẹn. Nếu Phật Pháp mang tội với các ngài, mình nguyện, sao không cho nguyện? Tu là ăn cơm chay đi chơi không sao. Và ngày bình thường phải đi làm, sĩ, nông, công, thương phải làm. Một, cha mẹ bảo dưỡng. Hai, gia đình hạnh phúc, vợ con. Ba, xã hội, nước nhà, láng giềng, mình phải có một ít để quan tâm. Quan tâm tới. Ngày lại ngày qua mình quan tâm cũng như mình đang dệt cái khảm tình thương cho nhân loại đó. Người tu không có rảnh để ngồi nói chuyện bao quát mà xin tán tụng tôi là người tu. Không có tu, địa hình địa phận nhìn không phải là người tu, mà là người tu quyết liệt ở bên trong. Họ đang làm gì, họ đánh đổ cái gì, họ sẽ làm gì bằng cái nhịp tim của họ. Họ thở ra nhẹ là họ đã thu nhận được cái sự tốt đẹp của cái thời gian này mà đang thay cũ đổi mới. Họ thở ra, họ quý trọng từ trên tới dưới. Cái này mình nói mình tu thuận thì mình tôn trọng, còn không mình mắng chửi. Cả nói là đất nước mình mà mình cũng còn phản. Mình phản mà cha mẹ ông bà mình tất cả đều chôn vùi trong mảnh đất quê hương của đất mẹ. Ai tạo dựng đó như thế thì mình tu cư sĩ tại gia tứ trọng ân, Đức Thầy nói. Còn bây giờ mình không có hiệu, mình cứ đem Đức Quỳnh Giáo Chủ ra chợ bán, ra tiệm cà phê nè, ra chỗ này chỗ kia. Rồi cái người không phải đạo đó mà ta yêu mến Đức Quỳnh Giáo Chủ, ta nghe lắm, ta khinh bị. Ta nói bây giờ không biết bước vô cái cửa nào để mà tôn trọng Đức Thầy cho đến quý giá ngàn vàng. Thì do nó mình đạo nào cũng đậu Phật. Vì có rồi người Phật tâm, Phật tánh, Phật đồng có hết. Còn đầu đội dây mang, thấy không? Mình đội người trên đầu mình đâu có nói. Mình coi người đó rất là cao cả. Không muôn trùng nào mà xóa được cái ân và cái nghĩa, cái tình của cái người bạn đạo đó. Hay là sư phụ của mình, hay là ân nhân của mình. Đó như vậy. Hằng ngày mình có cái cân công lý, cân đối đúng, sai, thêm, bớt do nó mình đó. Tại mình dục cái cân mất rồi thì phải bỏ cái tánh, bỏ cái tật, đừng có buồn, bỏ cái cũ để trở về trong cái đường lối mới. Để gặp ai vậy bần sĩ? Gặp ân nhân. Chứ tiền bối mình cũng đâu có thấy. Bây giờ nói miệng ở đây là lời nói này của Đức Phật Thầy này, thì chính bần sĩ cũng còn nói dối quý vị đó, mà bần sĩ biết thôi. Thì có người nó đâu có, thấy không? Bóng đồng đàn bà đàn này kia không có đàn bà. Vì trong ban lãnh hội của đời, ban lãnh đạo cũng có nữ có nam. Còn nếu về nhà giáo thì thầy phải có cô. Đó vậy đó. Cho nên sự hiểu lầm của mình, người tu phải trầm tĩnh để hiểu biết là xong nó cái gì, còn cái này không có. Đi chơi không à? Dù khen, trời ơi hay quá, về mai mốt để tiền để đi lên gặp vị đó một lần thôi.
Một câu thôi Phật nói rồi. Câu này mình nghe suốt cuộc đời, hết cái này tới cái kia tới cái nọ, thì cái tật xấu thói hư của mình cũng không lìa bỏ được. Nó còn hơn đứa con mình ở ngoài nè, nó đam mê, nó chỉ hướng cho mình mà. Nó làm cho rùng rợn hết tất cả cái châu thân, để thân này mình đem ra bỏ ngoài, cho bụi ở ngoài, ngoài ranh ngoài rốc. Nếu mình không thương mình thương ai? Dù có gì thì nó Phật có tướng, nhờ cái tướng diện, nhờ cái di tích đó, lịch sử đó, mình thấy mình mới quay về đó quý vị. Còn mình đam mê là không được. Mình biết phải có Phật. Đây hình dung chân dung của Phật nè. Mình lợi mình sạch sẽ, mình cúng ra mình đi về, chứ không phải đem đại đàn đến mà dâng lên là ta đây này cái nọ rồi lợi dụng. Đó. Có lợi dụng chứ. Tất cả các vị nghĩ đi, không lợi dụng tiền, lợi dụng cái này, lợi dụng cái kia, đem có món quà nào, xin cho con tôi, xin cho con tôi thi đậu cái này cái kia, bác sĩ, lái xe, tài xế, cái gì đó, mua bán, mận ăn, mở cửa hàng, công ty, vân vân, có không? Đó, ông Phật ông đi rồi, ông lui rồi, ông bỏ rồi đó. Bỏ cung phi mỹ nữ, cung tần nè, thấy không? Cha, mẹ, vợ, con, ngôi vua chúa bỏ. Mình có chút xíu mình không bỏ được thì mình làm sao mà mình đi theo Phật được đây ạ? Thấy bây giờ đi theo không phải chạy theo sao? Mình chạy theo một cái tư tưởng hùng vĩ của mình, một cái tâm ngà ngọc của mình, một cái trí kiến tánh Như Lai nha. Cái trí mình là ngọc trí của mình đó. Cái này mình luống ai hoài, làm suy nghĩ chất gì với cái sự làm đó. Ăn phải ăn cho đúng mức độ, cho ngon lành này, có mê không? Bỏ. Nói chuyện mọi người muốn cao giọng, muốn hơn người ta, có không? Có chiến tranh cái khẩu không? Diệt khẩu liền cấp kỳ. Bỏ. Thì mình từ từ mình xuôi, xuôi chiều mắt máy, có nghĩa là từ từ. Thì từ đó mà nó tạo lên cái hình học con người, thay đổi từ thân, tâm, khẩu, ý, máu, huyết. Con người của mình ở bên trong nó đổi. Vì mình tu, mình bỏ mới thay đổi, mình để sao được. Như cái xe bây giờ, xe máy nhỏ đi, bây giờ nó hư rồi, đi bỏ dục đổi lại. Thì mình có tiền, mình đổi lại cái xe đẹp. Mình có tu, mình hy sinh, mình quyết tâm. Còn này nghe hư hà, rồi xong hết công chuyện. Chừng hỏi lại ôn bài thì không biết cái gì hết. Thì xin kính thưa tất cả chú quý vị, buổi sáng tinh mây, ngày thì nắng, nắng chát, đêm sương rơi, chiều tiết phù. Ta ngồi một mình ở rừng buồn này, ai làm chủ ai ai? Nói ra kẻ tình ngư sai, tại sao bần sĩ nói hoài không ngưng? Nói mà khóc, nói mà mừng, nói mà lệ chảy rưng rưng ạt ào. Ta xuống đi, ta cũng có của, ta cũng nghèo, ta cũng giàu, ta cùng ăn cùng ở gió khi nào ba gia. Nhưng mà thấy đã cách xa, ai ai nhiễm chữa còn ta không kìa. Ta biết được đường về ta tránh né, bỏ đi người để đò ghé rước cho. Biết sao mà dặn ông đò, ông chờ mấy kiếp rồi so đo tại phàm. Biết sự khổ trên ông cồ đàm, ông hy sinh, ông gánh hết. Ông để phép màu đoàn kết thân thương. Dân ơi chưa biết tỏ thường, thành ra đi là con đường rồi thôi. Phải nghe Phật, phải tỉnh ngồi chu đáo, phải nghe thầy rồi giữ giáo nghiêm nghi.
Đời ơi đừng có nghĩ si, bao năm suốt kiếp đã đi lạc rồi, nay bỏ đường đó đi để phục hồi về đường mới. Câu thơ thi khắp thế giới rõ ràng, không phải bần sĩ là chỉ bán hàng, hay là người đọc mộc trên đàn nói ra. Ta nói đúng, ta nói dưới ý của Phổ Đà, nói lời gian dạy của Phật Bà Quan Âm, nói mà giả điếc giả câm. Ta đây không oán hận thù thầm ai nhiều, vì biết mùa mặt hả, ít nhiều gì cũng phải phạt. Trời ở trên đang che mát cho chúng sanh, một mai gió thổi tới cành thì trời đang thiếu việc quá nhanh dân kìa. Nghe bần sĩ đi, hay không nghe cũng tốt, ta chỉ còn hài cốt sống mà vui. Tới đây nhiều sự bùi ngùi ta buồn, muốn câm miệng đứt mũi cho rồi. Ai, ai thúc đẩy, ai nhắc tất cả chúng sanh để tỉnh một cơn ác mộng đấy rồi, bỏ đời mà về đảo đừng nổi trôi trễ đời. Bỏ tất cả, bỏ là không lơi không lạc, không si mê chính mình đã sang giàu. Đồng tiền này mình phải bọc bao suy nghĩ kỹ để giúp nào người nghèo khó, cũng như trồng hoa đỡ ngày qua trổ. Hôm nay thì nói đôi lời này để giải dỗ quân sinh, nghe hay không thì cũng mật tình, mà mến hay tiếc thì thầy xin tu gấp. Chuyện phong ba núi đồ còn sập thì hỏi lại mình còn sao không tu gấp để nhờ thân. Thân này như thế đống phân, như kìa đống rác ráng mà cầm liền liền khổ không? Phải bỏ đi, bỏ là không lưu luyến nhớ, bỏ liền liền. Trước mặt thấy đó mà ta không nối liền si mê, đặng đưa hồn được trở về Tây Phương an lạc Bồ Đề học tu. Trăm ngàn kiếp mà mình còn dạy ngu nên thầy phải giáo. Mình làm con người mà hiểu đạo quý thay, có căn xưa cốt nhục bị đài, nay phải trả rồi rời lo xưa đau. Điểm thanh tịnh rừng buồn thầy chưa vào, ở một mình nhưng tay thảo bút nghiêng. Ai ơi đừng nói ta điên, ta đâu điên của lị phiền làm chi. Điên đạo lý, điên ghi sáu chữ, điên có ai mà bồng bử khen chê. Còn không phương cảnh ta về lên đò, ta đợi rồi cõi Bồ Đề về nương. Phải cố gắng trăm đường giảng nẻo, cư sĩ ơi ráng cho khéo mặn mà. Phật gần mình chứ Phật chẳng có xa, bước đi tới thì Phật đà trước mặt. Thấy kể chúc nó làm dục giặc mình ra tu hành rồi lõm lập phước ân. Bỏ đi cuộc thế mê trần, bỏ đời về đạo thì Phật cho ân cho tình. Mình tu niệm, mình đừng nhìn ai hết, mình nhìn gương xưa Phật để lại cho ta. Nhất là sau chữ Di Đà là khai mạc đạo, là dẫn về nhà Tây Phương. Phải cố gắng để đường được chính chính. Người tu hành đừng có liều lĩnh không đắc đâu. Dù cho nay bệ mai dâu, hay là như thế dù đâu đâu có gì. Khôn ngoan ráng đừng có xính bị diệt giả. Bỏ nó đi, quả trả căn đền lịch sử kia tiền mỗi nói không quên. Câu ân nghĩa để dựng nền,
nhỏ dâu. Giờ thanh tịnh thầy ngồi thầy bảo, thấy chưa sắc thể như phàm như khác đạo thấy phương. Về đi con nhé muôn đường, thầy buồn thức dậy cánh trường đau không. Sợ bát tánh lông bông lận đận, mê hồng trần không có qua được trận này đâu. Lớp thì trời đã chứng thâu, lớp thì thần quỷ rồi đâu đâu bắt hồn. Thì chưa nạn ít khổ đang dập dồn chi xiếp, hỏi lại người không biết làm sao. Kinh lực xưa thầy để ngọt ngào, mình xóa mất chớ đâu giận mày. Thuyền bát nhã chính thầy mình lại, đưa chúng sanh trái gái phản hồi. Nhưng dịp đời phải bỏ con ơi, thiền đại đạo thầy ngồi bơi rước chúng. Thầy nói đây đâu cần hưởng dụng, nói để cứu phàm đời đừng cá tùng quỷ mà. Mình người linh chính vậy mà, mình người tốt đẹp thì ma xa quỷ rời. Đừng có sợ, vì mình là một nhân vật ở trong đời này làm gương mẫu. Miễn mình đốt ba cái hương thì thấu đến trời cao. Nay mày sống bùa ba đào để coi hay có làm sao bây giờ. Bần sĩ nói là một thùng thơ của Phật, dở nắp ra đi, mình nhìn thì mình thấy chứ gì. Tu hành đừng sanh đừng bị mình lo chấp pháp, mình tu đi mình nhờ tình thương đạo vô bờ vô bến. Còn nghĩa thiêng liêng thầy đã đi đến gần rồi, tình giấc nồng đừng phụ bạn con ơi. Thương dở mến để kết thành đồi thành núi, đang đối lạnh cảm khô trong bụi, mình bỏ cái tật kia rồi hơn lẫn chuối năm môn. Về nhà tâm tịnh ráng tố thiền môn tấn cửa, ai vô được nào lựa tiễn bậc dầu vào kinh kệ. Ngoan học đường bóng xế lẹ chân, đem người lành biết thảo biết ơn. Đặng thầy nói từng cơn hiểu rồng, ngồi ca hát giảng đường mơ mộng. Làm chúng ngủ gật trên đường rồi nghiệp cộng tăng thêm. Về đi trong lúc ban đêm, bây giờ rạng hơi trời thêm sáng lò. Rừng thẳm ơi nay ta đã khổ, đem lý kinh đi phố đổ khắp trời. Vậy mà người còn mãi lạ lơi, không thương mến còn đem lời phiền trách. Ta đâu sợ vì thánh thần khích chết, mình làm việc gì có họ chép biên. Thì nơi đây sẽ là nạp thổ hoặc thiên, thầy là một tối hiền phò chúa. Ở trần gian thì đâu có của, mong đạo đời răng mài dũa mau mau. Bỏ đi sống búa ba đau, bỏ ngày làm xấu hổ rồi đau đớn lòng. Nay bước chân đến á, thì nấu xong mình khỏi mặt. Mình phải ngồi trì bình để kiểm giặc ở bên trong. Đuổi nó đi, bỏ nó đi để cứu giống cứu dòng. Cứu cha mẹ nào nồng còn đĩa ngột. Chồng với vợ mình nên kết thúc, nếu ở tại gia đường rồi ta thúc đặng tu nhau. Hy sinh là một đồng bào, nặng ơn đất nước làm sao mình đền. Nhớ tổ quốc đừng có quên mình là anh dũng. Mũi tên ma bắn không phủng trò đâu, đừng nay cùng mai về mốt dấu đỉnh thần. Rồi soi sói nó đâu có chừa,
đây khích Phật cũng như mưa như gió, mà phép của Đức Ngọc Hoàng rồi đó, không có ai ngó để tường, quăng đi ngoài biển không lường, chết thôi chật đất chật đường nguy cơ, bần điên dại những thơ thi dâm phú, nói mãi hoài cô chú có tường đâu, tỉnh giấc mơ đi thấy quả địa cầu, thấy người hỡi rồi âu thay đổi, đêm tinh tịnh thầy ngồi mòn mỏi, than buồn rầu không tránh khỏi được tay ban, buồn đời ta mơ nói ra thần ta, bệnh hoạn lỡ là âm mài, làm thầy như vậy sao chứ bớ trần ai, bảo chúng sanh nhìn cặp mắt rồi đâu có phải Như Lai mà quỳ. Ta xin hai chữ từ bi, đừng nhìn ta nữa làm chi mơ người, ráng tu đi đừng biến lười là trả ơn đó, ráng thủy chung gắn bó ở bên trong, ngày mai ôi hồi xuôi dòng, ráng tu ráng tịnh để lưu dòng bút nghiêng. Ta khổ sở ta điên vì đạo, biết thời cơ dông bão quá rồi, mới khuyên lơn bá tánh đang ngồi mài giới miệt, để dội mau thành kham. Mọi người ơi tại sao không thông cảm, đối với Phật thầy rồi mưa giáp đơn say, ở trong rồi lại ở ngoài, chỉ có mấy vị kê khai bút thần, ai cũng sợ hết á. Sợ người dân trong đời mà không có chịu xuống đây đâu, dù cởi hạt họ cũng không đi, nhưng bà mẹ lâm ly họ cùng thầy tổ đã ghi cho bần phải đi xuống, đừng về lần nếu con trẻ, nếu bỏ chết hết rồi thì con mẹ phải làm sao. Tây phương nơi cảnh đồng đào, xong rồi mẹ rước rồi nào hồi quy, tỉnh giấc mộng đi. Buổi sáng thì rất tuyệt, đâu có mấy trò, nhưng tâm rất cương quyết theo thầy. Thiên cơ mấy tạo dần say, xong đi rồi coi thế hệ giờ này đổi thay, đổi ba tánh hằng ngày không có hiểu. Cũng như đờn mà, đăng đờn nào ca nhiều điệu không hay, trở đờn đổi lại sợ dây, còn ca thì ca bảy bị rầy lạc quên. Phật dạy đạo, Phật đâu có nói cả làng cả tỉnh, nói một người để lãnh lĩnh xung phá, nói theo lý đạo Phổ Đà Như Lai, học Phật hóa ra nhiều nhiều. Tỉnh đi con, để sớm chiều đừng tức tuổi, để mình chết xuống rồi đó thì có bồng bử chua cái. Nó đưa xuống địa ngục mi đài, quỷ thần năm kề cận kề dài, bắt người có sổ sách hết nha, đừng dĩ ngư nha chúng. Không phải Phật khuyên người mà bảo dâm cúng món quà. Thầy nói cũng đúng, đâu có cúng quỷ cúng ma, tỳ cơ biển cúng mẹ cha thần thanh. Nói đó là nói chung về cho bá tánh, đức thầy mình đây cú cảnh làm sao. Lại hoài từ đến non cao, lại còn lại bãi làm sao cho thành. Mình lại mình xin lợi sinh danh, mình đem một miếng quà nhỏ, hôi tanh mình dưng cho trời. Bao nhiêu tâm tánh người ơi, Phật trên và trời biết đối rồi bỏ ngay. Tâm thanh tịnh là cúng Như Lai Phật tổ, ngài nghĩ suy giác ngộ liền liền, đừng có gieo ác thảm lĩ phiền, nó chạm khắc mình bỏ liền cho trong sạch. Giờ thanh tịnh thì trò ngăn cách, ở tại rừng buồn có cách gì đâu, buồn thời nói chuyện đôi câu, lên nhà
tu tịnh không lâu tới liền. Chúng sanh đã gây ra đủ thứ não phiền, tạo ra quá lớn, không? Nhưng mà không yên đâu nào. Ta đâu muốn nói thấp mi cao, vì ta còn phạm tục làm sao bây giờ. Nói thu xếp đi nha. Chứ sự đến bất ngờ, bị tru di tất cả, tại mình quá bờ nghinh ngang. Làm người không biết hộ hàng, không tu cho đắc đạo, rồi gian nan một mình ngồi, ngồi sám hối để cầu xin Phật độ. Nhưng mình đã độ mình trước đi rồi, Phật sẽ hộ mình sau. Thiên nhiên đâu nói thấp cao, mình con của Phật phải buông đau mà nghe. Ráng cố gắng đi trời chở che người ngay thẳng. Còn thánh độ người bình đẳng trung minh. Còn ngày giải đạo hôm nay là chí nghĩa chí tình, sợ dân chúng của mình mất lại. Quay trở lại đi, ngày xưa đi sống kính chiều kệ, mình ăn mặc không nô nghề đùa vì bóng cháy chiều tay. Một mình đi đứng gian nan, tay cài tay cuốc nhưng rảnh rang linh hồn. Tỉnh đi tất cả con đạo, trong một mấy càng khôn. Tỉnh nhiều rồi sống sót rồi thấy, thì thấy bồn điên quá. Tỉnh rồi ngày ấy không xa, ta buồn thế hại nên ca đôi lời. Thôi khổ thế mấy đó, có rã rồi cũng cam chịu. Nhưng mình người tu đâu có đòi lên kiểu lên hoa. Mình tu cứu mẹ cứu cha, dùi thân cho hết cái kiếp mà này đây. Từ cha mẹ sinh ra tới bây giờ thấy không, khổ sở nè, tật nguyền nè, đau ốm bị lấy. Lớn lên còn chữ cha mắng mẹ quay rầy, tội mang chứ bây giờ lãnh sự gian nan. Trời trụ đất diệt đừng lựng bàn cầu xin. Người tốt đẹp đó thiên đình nó phản chiếu, một mảy lông không lọt chúng sanh ơi. Đừng cười ai, mình cười mình một chút nè, thì đã đổi đời mình còn sống hay rã rồi xương rũ hết. Ai, ai sống mãi mà ai không có chết, cái chết của người Phật đường rồi không hết nghe hôn. Dành kia sao nổi như cồn, tiền tài còn đó rồi tồn không lai. Mình phải hiểu, phải bỏ, ngày mai sẽ giúp. Đừng dây thêm cái nghiệp lực chất chồng. Nợ cũ kia trả mãi chưa xong, mà dây nợ mới còn chồng chi nữa vậy. Thầy không chỉ trò đâu có thấy, ráng mà tỉnh lại đi trò đi, dùng dây ra đi. Đường trần nếu tắt gian nguy, thì dìu tất cả xuống đi chiếc đò. Xuống tu niệm còn hát hò như tiếng báo, thì trở về để nhập đạo Tây Phương. Có ông Di Lạc tận tường Quan Âm, đón rước trên dạng đường không nguy. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay buổi sáng tinh mai, xin kính gửi tất cả anh em có một đôi lời nhỏ thôi, để xin nghe giúp. Vì bẩm sĩ không sức khỏe không được bình phục, nhưng vẫn bình phục vì ta đã có những gì của trời đất ban phước lành. Nếu ta hàm chứa những cái xấu xí, những cái đau khổ làm cho tất cả, thì ta sẽ bị lui, bóng đèn này sẽ tắt. Còn bằng không, ta sẽ nhắn nhủ cùng tất cả các anh em phải tiến đạo, phải trung minh lấy quốc. Nam phải thờ tổ quốc quê hương sơn hà xã tắc, con mình gia chạm làm công việc nung đúc tinh thần cho diện dẹ, không nên lê mố, khi chết cũng rạng danh. Miếu còn tạc dinh còn thờ tất cả các vị, thì đó là tao phải đến để cúng bái ngày lễ lộc.
Còn cái ngày nào không không có ru ma hú quỷ, đúng là của Đức Thầy đã nói là. Nhưng tất cả các vị dịch ra sai. Có câu có đúng, có câu dịch ra sai. Vì tiếng nói cao cầu, tiếng nói ngạo mạn, tiếng nói không được âm dịu thì cũng không phải là của Thầy đâu đó nha. Của Thầy rất là thâm dịu đàng hoàng, tuổi trẻ tài cạo, trình trời đã cử xuống, chứ không phải tầm thường đâu. Thôi bần sĩ có khùng điên có nói đâu câu này, xin cái thưa chư quý vị đạo tâm, bằng tên đồ Phật giáo, Nam Mô A Di Đà Phật.